Kênh Hoa Lan Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Hoa Lan Thơ mình cũng không có bán hàng các cô chú. Tại mình ghép ba cái hàng mới về á, làm cho xong. Xong cái mới quay ra bán được các cô chú ơi. Giờ hàng về từ hôm nay để cũng lâu quá, sợ để lâu nó chết. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video mình chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi nha. Thì cách mình trồng địa lan mặt xuân. Mặt xuân này thường thường thì những cái nơi người ta bán á, người ta nói là nó sẽ sổ hoa ngay Tết, nhưng mà mình cũng không có biết chắc là nó có đúng Tết hay là không. Thì có một số giò thì nó cũng đang nụ các chú, đang có nụ. Thì ở đây mình trồng bây giờ bữa nay là cây nó mướt ra này các chú. Thì cái lúc mình mới đem về những cái lá này nè nó nhăn nheo lắm. Đó, những cái lá này nè nó nhăn nheo, nó không có được mướt như gì đâu. Nhìn thấy lấy ra thấy nó khô khốc làm sao á, cái lá nó khô khốc sao đó. Nhưng mà như vậy thì hàng đem về vậy thì nó an toàn hơn các chú, an toàn hơn những cái hàng mà đem về mà nó còn ướt á, là nguy hiểm, dễ bị thối. Thì cái cách trồng mình chia sẻ cho các cô chú anh chị mới tập chơi nha. Thì cái cách trồng đơn giản nhất, bằng những cái giá thể đơn giản nhất, các chú anh chị mình dễ trồng cũng như mình đang trồng ở đây đó. Thì cái mặt xuân này nè, cái mặt xuân này thì đầu tiên các chú, khi các chú lấy hàng về thì các chú cũng phải để cho nó quen không khí môi trường xung quanh, gọi là xong. Xong thì các cô chú mình á, các cô chú mình á là phải rửa và lấy những cái bẹ lá khô ở trong mấy cái kẻ này các chú, các chú lấy sạch sẽ ra hết cho mình. Đó, như mình ở đây nè. Đó, lấy sạch sẽ hết. Đừng có sợ chừa. Cái này là ngọng hoa này các chú. Nhớ nha, những cái này là những cái ngọng hoa của nó đó. Các chú quên bứt một cái là rồi là nó mất cái ngọng hoa luôn. Đó, những cái này là ngọng hoa nè. Những cái này là ngọng hoa nè. Đó. Ngọng hoa nè. Đây là ngọng hoa nè. Đó. Các chú tước ra cho nó sạch sẽ hết. Đó, sạch sẽ hết rồi xong các ông chú mình đem đi rửa. Đó, đem đi rửa cho sạch sẽ luôn, rửa cho sạch sẽ đồ sâu bọ đất gì đó nó dính rồi các chú rửa chịu khó mình rửa cho sạch sẽ. Nhưng mà mình kỹ một cái là mình rửa sao mình giữ cái bộ lá này nè, tại cái bộ lá nó mỏng lắm, mình làm không khéo thì nó bị gãy lá hết. Thì nữa mình trồng lên cái chậu lan mình nó nhìn nó không có mướt mắt, nó không có đẹp. Đó, thì những cái lá vàng là mình cắt bỏ hết luôn. Đó, giờ mình lưu ý một cái là những cái thân già gì nè, đó này là những cái thân già nè. Đó, thì cái lúc mình trồng lên nó cũng xanh gì, nhưng mà cỡ khoảng tầm khoảng 4-5 ngày một tuần sau thì nó sẽ vàng và mình sẽ cắt nó đi. Đó, thì cái thân già này chủ yếu là để nuôi cái thân tơ thôi, để nuôi những cái thân tơ này thôi. Đó, rồi các chú rửa sạch sẽ xong các chú ngâm dưới B1 với thuốc kích rễ Atonix gì đó, tùy theo các chú ở nhà có gì mình xài đó. Đó, mình ngâm xong có khoảng tầm có khoảng 20 phút cho đến nửa tiếng gì đó, mình vớt ra mình để gáo. Đó, mình vớt ra mình để gáo để cho nó gáo xong rồi các chú là lưu ý là các chú tỉa rễ cho nó. Thì các chú đừng có để nguyên rễ bùm xùm chồng thì ba cái rễ đó thì nó cũng thối thôi. Đó, những cái rễ bùm xùm như gì, một cục bùm xùm gì thì trong đó cũng có rễ dập, rễ hư đủ thứ hết trơn. Các chú cắt bỏ nó đi, cắt nhưng mà các chú chừa lại tầm khoảng từ 1,5 phân cho đến 2 phân. Đó, các chú cắt nha, nhớ nha, cắt chừa lại tầm khoảng 1,5 phân đến 2 phân. Đó, cắt chừa lại tầm khoảng 1,5 phân đến 2 phân. Đó, rồi xong các chú để đó cho mình. Đó, để đó cho mình cho nó gáo và cho cái đầu rễ của nó teo lại tầm cả khoảng 2-3 ngày gì đó mình hãy trồng. Các chú đừng có sót ruột mà trồng liền vô là nó thối gốc luôn á. Thì các chú để đó tầm cả khoảng 2-3 ngày. Đó, thì cho cái đầu rễ của nó, khi cái đầu rễ mà cái bít cắt chỗ mình cắt đó, cắt đó là nó có dấu hiệu nó teo cái đầu rễ, nó tóp cái đầu rễ lại. Đó, tới lúc đó mình sẽ đem đi mình trồng. Đó, thì trước khi trồng thì mình cũng vệ sinh đồ xương xương lại rồi coi những cái bẹ lá này nè,
Đó, những cái bẹ lá này nó còn dính những cái bẹ khô đồ ở ngoài đó, mình lấy ra hết đi, đừng đừng có để, lấy hết cho nó sạch sẽ gì nè, đó, cho nó sạch sạch sẽ hết, sạch sẽ gì hết nè, nó trống gì nè. Nhưng mình nhớ nhớ cái vụ cái ngầm hoa nha, làm phải kỹ, nhìn cái ngầm hoa để thôi nó gãy cái ngầm hoa, anh quên trước cái là gãy ngầm hoa luôn đó, và những cái mầm nó nằm ở dưới gốc này nữa nè. Rồi rồi xong các chú, mình trồng thì trồng cái giá thể đơn giản lắm. Ở đây mình trồng bằng cái chậu kính, có lỗ thoát nước nằm ở dưới đáy đó, tất cả đều chậu kính có lỗ thoát nước nằm dưới đáy đó. Thì mình để dưới đây một lớp vỏ thông hay một lớp xốp để ở dưới đáy chậu các chú, cũng như mình trồng những cái loại lan khác để một lớp xốp đó. Thì các chú muốn để nhiều để ít gì cũng được, không sao. Đó, nhưng mà mình để một lớp ít ở dưới à, để cho nó thoát nước thôi. Đó, mình để một lớp ít. Rồi cái giá thể trồng ở đây mình trồng bằng cái thứ nhất là cái vỏ thông nhỏ. Đó, cái vỏ thông nhỏ này nè các chú. Đó, thì cái vỏ thông nhỏ này thì mình trồng độ có khoảng 50%, 50% cái vỏ thông nhỏ. Đó, kế đến là còn lại là 50% là đất. Đây đất đất của mình này nè, đó 50% đất, còn lại là 50% đất dưới mùn dừa, dưới phân hữu cơ. Các chú có thể là để phân dê hoặc là phân nói chung là phân động vật ăn cỏ đó. Đó, hoặc là phân trùng quế, thì các chú có cái gì dùng cái nấy. Đó là ba loại đó là 50%. Đó thì phân thì mình để ít thôi, mình canh canh mình để mình canh canh có khoảng chừng một chậu, có khoảng chừng nhúm gì thôi đó, thì mình ước lượng mình để vô, ví dụ mình trồng chục chậu thì mình ước lượng mình để vô đó. Thì rồi xong mình bỏ dưới dưới lên một lớp lớp mình đặt cái cây lan lên, mình cố định lại, xong mình bỏ lên một lớp ở trên nó vừa tới mí gốc đó. Nó vừa tới mí gốc gì đó, vừa tới mấy góc gì là ok đó. Rồi mình dỗ dỗ hai bên chậu nè, mình dỗ dỗ là tự động giá thể này nó sẽ rút 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 xuống đó. Thì ví dụ thiếu thì mình thêm thêm sao cho nó vừa bằng cái góc này. Mình đừng có lấy tay mình đè xuống nha, lấy tay mình đè xuống là nó dễ cắn à, tại mình để cái vỏ thông 50% cái vỏ thông đó đó là cho chủ yếu cho cái giá thể của chúng ta nó tơi xốp, chứ nó cũng có độ ẩm mà độ ẩm nó ít đó, nó tơi xốp. Còn lại 50% là đất, nói chung là đất ít đó, đất ít nha các chú, đất với mùng dừa, sơ dừa, sơ dừa mà loại sơ dừa người ta xây nhuyễn ra đó. Đó, mùng dừa đó, ở đây mình kêu bằng cái mùng dừa, hay có chỗ người ta kêu bằng bột bột dừa đó các chú. Đó, với một ít phân động vật ăn cỏ, có thể là phân hữu cơ như là phân dê, phân bò, phân trâu, hay là phân trùng quế vậy đó, tùy các chú có cái nào mình xài cái đó. Còn mình trộn đều lại với nhau thì mình trồng thôi, bỏ một lớp xốp ở dưới đây, kế đến là một lớp giá thể hỗn hợp mình trộn đó. Đó, bỏ lưng lưng vậy thôi, đặt cây lan lên, đặt cây lan lên cái đầu mình bỏ vòng vòng vòng, mình cố định lại cho nó chắc. Ở đây mình bẻ cái vòng cung gì nè, mình để mình kỹ mình bẻ cái vòng cung, chứ người ta trồng là người ta không có bẻ luôn, người ta trồng là người ta chỉ để lên đặt, người ta bỏ giá thể lên người ta đè xuống cho cây lan nó đứng là được. Thì các chú ở đây mình trồng thì những cái này là mình trồng theo hai cách, một cách mình để ngay chính giữa đó. Tại mình muốn cho nó nhảy vòng vòng, nhảy con vòng. Một cách thứ hai là mình trồng mình đặt là cái thằng già phía ngoài, cái thằng tơ nằm cái hướng phát triển dây vô trong đó, thì nửa con nó sẽ nhảy vô trong đây. Thì tùy theo các chú anh chị mình đi trồng, thích trồng sao mình trồng theo kiểu đó. Đó, tức là mình về là mình lặt bỏ những cái bẹ khô nha, nhớ lặt bỏ những cái bẹ khô đó. Thì mình cũng chia sẻ cách chăm sóc luôn, mình trồng tầm cỡ khoảng chừng 10 ngày cho đến 15 ngày là rễ bắt đầu nhú ra là mình phun cái phân 30-10-10 cho nó đó. Cũng có thể các chú là cộng thêm ít Atonic đó. Ở đây mình mới cái đi phân chỉ có một lần một thôi, mà lá bây giờ bữa nay nó mướt lại nè các chú, nó bắt đầu nó dựng lên rồi nè.
bắt đầu nó dựng lá lên hết rồi, chứ nó không có còn sụ xuống như cái lúc mới trồng. Lá bắt đầu nó mướt rồi, mình chỉ mới đi phân cho nó một lần một. À, đúng ra là bữa nay là cũng tới ngày đi phân cho nó, nhưng mà mình chưa, cũng chưa ở không, chắc một hai ngày nữa mình sẽ đi phân cho nó. Thì cái cách trồng đơn giản vậy đó, thì mình chia sẻ luôn cái cách trồng với cách chăm sóc. Thì cái lần đầu, cái lúc mình mới trồng á, các chú mình lưu ý nha, cái lúc mới trồng xong mình tưới đẫm ướt cho nó thấm ra thể một lần một, rồi chúng ta ngưng, hai ngày sau chúng ta tưới nước cho nó một lần. Đó, tức là hai ngày các chú tưới nước cho nó một lần, nhưng mà các chú phải để tránh mưa nha. Ở đây mình để tránh mưa nè, mình để ở dưới cái mái tôn này các chú theo đó, để tránh mưa đó. Để tránh mưa cho cây lan, hai ngày chúng ta hai tưới cho nó một lần đó. Thì chăm sóc thì một tuần lễ các chú đi phân cho nó phân 30-10-10 á, hoặc là các chú có thể là cộng thêm một ít phân bón lá Atonit kích thích sinh trưởng. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơi có mua, xin chia sẻ đến cho các chú anh chị mới tập chơi đó, cái cách mình trồng cái địa lan mặt xuân đó, một cái dòng lan là nó có cái bò hoa phát đứng và nó cong xuống gì rất là đẹp đó. Các chú anh chị yêu mến kênh Hoa Lan Thơi hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào cái chuông và chia sẻ tạo động lực kênh Hoa Lan Thơi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.